5 bước giúp bạn xử lý phông sạch sẽ trong studio. Bước 1 là mình sẽ xóa rác chi tiết xấu ở trên phông với những công cụ như là bath tool hoặc là sử dụng trên Disubject. Thì bước đầu tiên các bạn nhìn thấy những cái lỗi phông nào lớn ấy, thì các bạn sử dụng công cụ là bath tool nhé, các bạn nhặt qua phần phông này đi. Thứ hai là bạn thấy những cái lấm chấm ni ti ở trên phông có màu trắng ấy, thì mình sẽ có một cái mẹo là filter vào loi và Disubject nhé, giúp các bạn nhặt cái lỗi trắng này rất là nhanh. Thì đây các bạn tạo ra layer mask, sau đó các bạn tô vào những cái điểm mà bị lỗi chấm trắng ở trên phông ấy. Bước số 2 thì mình sẽ đến phần tách đối tượng nhanh với Subject, thì mình sẽ chọn vào Select, chọn vào Subject thì nó sẽ tự động tách cái chủ thể ra khỏi phông. Tuy nhiên còn một số phần lỗi nó trùng với màu áo vest ấy, thì các bạn sử dụng thêm đường bát để các bạn cắt trích cho nó sâu hơn nhé. Sau khi đã tách xong đối tượng ấy, thì mình sẽ nhân riêng cái phần phông ra làm hai lần, sau đó mình clip mask là Ctrl+G để khi mình xử lý phông nó không ảnh hưởng vào chủ thể. Sang bước số 3 là các bạn đến phần blue phông, thì các bạn sẽ vào filter, các bạn chọn blue, Gaussian blue. Và khi để cái thông số blur, các bạn sẽ để ý làm sao để cái phần chuyển sáng trên phông nó mềm mại nhé. Sau bước thứ 4 mình sẽ đến phần khử nhiễu và làm mịn phông, khử những cái phần viền cầu vồng mà rất nhiều bạn hay mắc phải đó. Các bạn sẽ vào detail, các bạn kéo phần noise radius và phần color radius lên thì nó sẽ làm mịn phông nhá, nó sẽ khử những cái phần viền cầu vồng và đây là một cái phần khá là quan trọng. Sau bước số 5 là bước cuối cùng thì các bạn sẽ đến phần add noise nhá, giúp các bạn khử những cái phần lỗi viền phông ấy, thì các bạn add một chút noise vào và các bạn nhớ để phần monochrome nhé. Rất nhiều bạn quên ở đây thì cái phông lập tức nó sẽ bị nhiễu màu nhé nếu các bạn không tích vào phần monochrome. Như vậy là xong, các bạn cùng xem nhé, before và after, before và after.